Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những điểm nhấn của hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN AMM lần thứ 38 là việc các bộ trưởng năng lượng ASEAN đã thống nhất nội dung kế hoạch hành động ASEAN 2016-2025, giai đoạn 2, 2021-2025, đưa mục tiêu tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32% vào năm 2025. Tại các hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua giai đoạn 2 của kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2021-2025 với chủ đề phụ mới là thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng cường năng lượng, khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn nữa. Hợp tác năng lượng ASEAN sẽ tiếp tục theo đuổi 7 lĩnh vực thuộc chương trình APAEC về lưới điện ASEAN APG, về đường ống dẫn khí Trans-ASEAN TAGP, hiệu quả năng lượng và bảo tồn, năng lượng tái tạo, năng lượng khu vực và hoạch định chính sách, than đá và công nghệ than sạch, cả năng, năng lượng, lượng hạt nhân dân sự. Và cả cái đầu tư của năng lượng đó Liên quan đến hợp tác năng lượng làm cái, cái kế hoạch mới nhất trong chuỗi kế hoạch từ nhiều năm nay mà ASEAN đã được chuẩn bị của cộng đồng kinh tế ASEAN. Thế và nó đóng khung với chương trình hợp tác năng lượng giữa các nước, đưa ra cái khung hoạt động cho tất cả các nước trong năm, đến 5 năm tới. Và cái sau đó thì các cái phân tích từ triển vọng năng lượng, báo cáo trên tầm nhìn năng lượng ASEAN đây là 6, uh, phiên bản thứ 6, thì cũng là kết hợp và nó đưa vào cái mục tiêu cụ thể hóa trong cái chương trình kế hoạch hành động. Thứ ba là các bộ trưởng ASEAN thì hoan nghênh được hiện nay là ASEAN đã đạt được cái mục tiêu là giảm cường độ năng lượng xuống 24,4% so với cái năm 2015. Và đây là cái con số rất là rất là lớn. Cái mục tiêu đặt ra năm 2020 là thực ra chỉ có 20%. Hiện nay đã vượt qua nó rồi, vượt qua nó rồi. Thế và đặt cái mục tiêu mới là giảm đến 32% cường độ năng lượng vào năm 2025. Và đây là cái con số phải nói là nó tăng lên hẳn, tăng lên hẳn. Còn kế hoạch cũ chỉ có 24,9%. Đấy thì, thì như vậy là đây là một cái mục vương một, một chúng tôi nói là nó gọi là rất là tham vọng. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2021-2025 là kế hoạch mới nhất trong chuỗi các kế hoạch ngành để thực hiện tầm nhìn của cộng đồng kinh tế ASEAN đối với ngành năng lượng chương trình APAEC mới đóng khung chương trình nghị sự hợp tác năng lượng của khu vực trong 5 năm tới cũng như nhiệm vụ dài hạn hướng tới một tương lai năng lượng ASEAN bền vững. Chương trình được bổ sung bởi các phân tích từ triển vọng năng lượng ASEAN lần thứ 6 của Trung tâm Năng lượng ASEAN ACE khi đưa ra các kịch bản và lộ trình khác nhau hướng tới đạt được các mục tiêu năng lượng của khu vực. Tại hội nghị, các bộ trưởng hoan nghênh việc giảm 24,4% cường độ năng lượng ASEAN năm 2018 dựa trên mức độ năm 2015 vượt qua mục tiêu giảm 20% đặt ra cho năm 2020 và do đó cùng thống nhất hướng tới mục tiêu mới là giảm 32% cường độ năng lượng vào năm 2025.